Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Long An. Sau đây là một số nội dung đáng lưu ý, mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi phần tin chi tiết. Công an Long An vận động chủ nhà trọ chung tay chia sẻ khó khăn cho người ở trọ. Thành phố Hồ Chí Minh gần 700 tình nguyện viên các tôn giáo lên tuyến đầu chống dịch. Trong phần tin thế giới, 150 triệu liều vaccine COVID-19 dư thừa chưa được sử dụng. Thưa quý vị, với quyết tâm thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là việc thực hiện chỉ thị 16, lãnh đạo huyện Tân Hưng đã tăng cường kiểm tra tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hưng Lê Thành Yên cùng ngành chức năng đã kiểm tra thực tế tại xã Vĩnh Hạnh và Vĩnh Châu B. Qua kiểm tra cho thấy, hai địa phương này đã thành lập các tổ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch, hàng ngày đều tuần tra giám sát, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly y tế tại nhà. Qua tuần tra kiểm soát đã nhắc nhở nhiều cơ sở và người dân vi phạm quy định phòng chống dịch, phát hiện một trường hợp ở địa phương khác tới không đảm bảo đúng quy định đã yêu cầu quay trở lại nơi cư trú. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hưng yêu cầu các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền vận động người dân, hạn chế việc di chuyển ra ngoài khi không thật sự cần thiết và thực hiện tốt thông điệp 5K, quản lý chặt chẽ người ra vào địa bàn, đặc biệt là đối với những trường hợp từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương, tăng cường quản lý các trường hợp đang cách ly y tế tại nhà, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, nhằm huy động sức mạnh của các cấp, các ngành và phát huy tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng, Công an tỉnh Long An đã có công văn gửi trưởng công an các đơn vị địa phương vận động chủ nhà trọ chung tay chia sẻ khó khăn cho người ở trọ trong tình hình dịch COVID-19. Toàn tỉnh Long An hiện có gần 7.700 nhà trọ, cơ sở lưu trú với trên 118.000 nhân khẩu, trong đó tập trung nhiều nhất tại Bến Lức, Đức Hòa, Tân An, Cần Đức, Cần Duộc. Đa số người thuê trọ là người dân nhập cư đến địa bàn tỉnh để làm việc trong các công ty xí nghiệp hoặc lao động tự do, bán vé số mưu sinh. Phần lớn đều có hoàn cảnh khó khăn vất vả. Gần đây, dịch bệnh diễn biến phức tạp, thu nhập của họ bị ảnh hưởng trực tiếp nên cuộc sống càng khó khăn hơn. Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu trưởng Công an các đơn vị địa phương vận động chủ nhà trọ chung tay chia sẻ khó khăn cho người ở trọ về vật chất và tinh thần như miễn giảm tiền thuê trọ, thăm hỏi tặng quà, nhu yếu phẩm. Đồng thời vận động các doanh nghiệp nhà hảo tâm trên địa bàn tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đang lưu trú trong các cơ sở nhà trọ thuộc phạm vi quản lý. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc và hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo tỉnh Long An toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Sở Công Thương Long An phối hợp với Bưu điện tỉnh tận dụng 19 điểm bưu cục tại các địa bàn làm điểm tập kết, mở bán các mặt hàng thiết yếu cho người dân với giá ưu đãi. Theo đó, các điểm bán hàng hóa tại 19 bưu cục, điểm bán gạo cố định và lưu động với mức giá ưu đãi đã kịp thời giúp người nghèo ở Long An phần nào giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, nhất là hạn chế được tình trạng khan hàng tăng giá. Đặc biệt, tại mỗi điểm bưu cục đều có khoảng từ 3 đến 5 nhân viên trực và phương tiện giao hàng tận nhà, không để bà con vùng nông thôn gặp khó khăn hay phải di chuyển nhiều khi đi mua thực phẩm trong lúc dịch bệnh. Theo Sở Công Thương tỉnh Long An, ngoài việc phục vụ cho nhân dân trên địa bàn, các đơn vị địa phương trong và ngoài tỉnh nếu có nhu cầu đều có thể liên hệ đặt hàng doanh nghiệp sẽ giao tận nơi với giá cố định từ nay cho đến khi hết dịch. Thưa quý vị, từ khi ca bệnh trong cộng đồng đầu tiên xuất hiện tại địa phương, đến nay Long An có hàng ngàn ca nhiễm COVID-19, cùng với đó là hàng chục khu phong tỏa được lập nên để chặn đứng sự lây lan của dịch bệnh. Giai đoạn tổ chức phong tỏa cũng khoảng thời gian mà các địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Ngoài tham gia chống dịch, các lực lượng này còn là hậu phương vững chắc, tiếp thêm sức mạnh về vật chất và tinh thần cho bà con tại các khu phong tỏa. 21 ngày sống tại một trong những khu phong tỏa đầu tiên của tỉnh, hàng chục hộ dân tại chợ Phước Dân khá hoang mang và lo sợ. Song sau khi được địa phương hỗ trợ nhu yếu phẩm kèm những lời động viên hàng ngày, thì ông Lượng và bà con nơi đây đã suy nghĩ tích cực hơn trong những ngày cách ly. Thì 3 giờ sáng thì ra tập thể dục, chạy dẫn đạp ra là tự nhiên sao không tỏ, là bỡ ngỡ vậy thôi. Rồi sau đó thì cũng từ từ cũng quen. Nói chung là địa phương này thì nó rất tốt, cũng quan tâm cũng chợ thức ăn đồ thức uống đồ nhiều. Rồi bà con ở đây nói chung là cũng đồng bọc với nhau, thì nó cũng rất vui. Dù đã trở lại cuộc sống bình thường sau những ngày bị phong tỏa, bà May không khỏi xúc động khi nhắc về sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương trong suốt 21 ngày qua. Bởi đây là khoảng thời gian mà tình làng nghĩa xóm được nhắc nhớ rất nhiều và trên hết là sự quan tâm lo lắng của nhà nước đối với cuộc sống của mỗi một người dân nơi đây.
ủy ban các mạnh thường quân và các dân bảo vệ rồi đồ đó đó lo từ miếng ăn miếng uống, ngày nào cũng cho giáo, ngày nào cũng cho ăn, bà thấy mà nói tội nghiệp, nói về trong lòng nói trời ơi, mình ở đây mà người ta cho là cả vấn đề của người ta, đồ đạc cũng thấy quý, buôn bán thì nó thất thoát đó, thất thoát dữ lắm, mà như sống cái tình mà đoàn kết với nhau á, quên hết cái đó luôn. Trước đó, khu dân cư ấp 4 xã Phước Dân, huyện Cần Đước, nơi phát hiện có 3 trường hợp mắc COVID-19 nên buộc phải phong tỏa trong vòng 21 ngày với 117 hộ, 459 nhân khẩu. Trong quá trình thực hiện lệnh phong tỏa, tất cả các hộ dân được hỗ trợ vật chất tinh thần, an tâm thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch. Đó thì bước đầu là bà con cũng rất là băn khoăn lo lắng, nhưng mà sau đó thì được cái sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, rồi cái sự nhiệt tình ủng hộ giúp đỡ của tấm lòng hảo tâm các nơi để tiếp tế lương thực hàng ngày cho bà con trong khu cách ly. Từ đó bà con rất là an tâm và đồng thời thì bà con cũng nhận thức rất là tốt về cái công tác phòng chống dịch. Cuộc chiến chống COVID-19 vẫn còn nhiều chông gai và thách thức, song với sự đoàn kết, sự động viên và hỗ trợ giữa người với người chính là sức mạnh vô hình tạo nên kháng thể tinh thần mạnh mẽ giúp chúng ta nhanh chóng vượt qua cơn đại dịch lần này. Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh Đông và Tây Nam Bộ. Tại tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố vừa làm lễ xuất quân cho gần 700 tình nguyện viên của các tôn giáo trên địa bàn thành phố tham gia công tác chống dịch. Đây là hoạt động nhằm chia sẻ và giảm bớt áp lực cho ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cùng các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố. Đợt xuất quân lần thứ nhất có gần 300 tình nguyện viên lên đường nhận nhiệm vụ tại các điểm gồm Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Chiến thu dung điều trị COVID-19 số 10 và số 12. Theo kế hoạch, dự kiến 700 tình nguyện viên trong các tổ chức tôn giáo tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tích cực tham gia công tác chống dịch tại các bệnh viện Chợ Chiến và Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Dự kiến thời gian thực hiện nhiệm vụ bắt đầu từ tháng 7 kết thúc vào tháng 9. Sự tự nguyện của các vị chức sắc chức việc tín đồ các tôn giáo tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 là chia sẻ nhằm giảm đi phần nào áp lực đối với lực lượng y tế, ngăn ngừa, kiểm soát để lùi dịch bệnh, sớm ổn định tình hình trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, còn tại Cần Thơ, để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, mới đây, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ vừa kết hợp với Phòng Hóa học Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Sở Y tế thành phố Cần Thơ tổ chức phun xịt dung dịch khử trùng phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Cái Răng và Ninh Kiều. Trong đợt này, lực lượng chức năng đã phun xịt khoảng 120 kg chloramin B với gần 40.000 lít nước trên các tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 16.000 m. Được biết, ngoài đợt phun khử khuẩn lần này, thành phố còn có các đợt phun khử xịt khuẩn do lực lượng tình nguyện thực hiện ở một số nơi nghi xuất hiện có ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, năm 2020, thị trường thương mại điện tử bán lẻ tại Việt Nam đạt doanh thu 11,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 18% so với năm 2019. Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, trong những năm qua, thì Việt Nam liên tục ghi nhận mức tăng trưởng mạnh cả về tỷ lệ người dân sử dụng Internet, cũng như số lượng người tiêu dùng mua sắm trực tuyến và giá trị mua sắm. Ước tính, số lượng người tiêu dùng mua sắm trực tuyến trong năm 2020 khoảng 49,3 triệu người, với giá trị mua sắm mỗi người trung bình khoảng 240 đô la Mỹ. Tỷ lệ người dùng Internet tham gia mua sắm trực tuyến năm 2020 ở Việt Nam chiếm 88%. Các hàng hóa dịch vụ được người tiêu dùng lựa chọn mua online nhiều nhất là thực phẩm 52%, quần áo, giày dép, mỹ phẩm 43%, thiết bị, đồ gia đình 33%. Liên quan đến vấn đề thương mại điện tử, mới đây Bộ Thông tin Truyền thông đã ra quyết định phê duyệt kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông dân lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn. Kế hoạch hướng tới mục tiêu đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời, hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên các sàn thương mại điện tử, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nhanh, tránh ùn ứ nông sản khi cao điểm thu hoạch, giúp người dân giữ giá nông sản, không phụ thuộc vào thương lái, trung gian. Thông qua các sàn thương mại điện tử và nền tảng số, cung cấp thông tin hữu ích cho các hộ sản xuất nông nghiệp như thông tin thị trường nông sản, dự báo nhu cầu và năng lực sản xuất nông sản, thông tin thời tiết, mùa vụ,
giống, phân. Vietnam Post và Viettel Post, hai doanh nghiệp sở hữu các sàn Postmark, giỏ sò được Bộ Thông tin Truyền thông giao chủ trì triển khai kế hoạch này. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp vì sự xuất hiện của biến thể Delta, các quốc gia đang nỗ lực đẩy mạnh chiến dịch tiêm ngừa vaccine COVID-19. Tuy nhiên, tình trạng mất cân bằng trong nguồn cung cấp vaccine ngừa bệnh COVID-19 lại đang ngày càng trầm trọng. Thống kê cho thấy, Mỹ, Liên minh châu Âu cùng các quốc gia sản xuất và xuất khẩu vaccine khác đã có tổng cộng hơn 150 triệu liều dư thừa bị đắp chăn chưa sử dụng, trong khi tình trạng thiếu hụt vaccine lại gây ra sự chậm trễ trong chiến dịch tiêm chủng mở rộng ở nhiều quốc gia châu Á. Việc một số quốc gia đang xem xét tiêm mũi tăng cường hay liều thứ ba đang gây ra nỗi lo ngại rằng quá trình giải quyết tình trạng thiếu hụt vaccine sẽ còn bị chậm trễ hơn nữa. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ước tính tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2021 sẽ ở mức 6%, tương đương với mức dự báo đưa ra hồi tháng 4. Bên cạnh đó, tổ chức này cũng nêu rõ, dù dự báo tổng quan không thay đổi, nhưng tăng trưởng của một số nước được dự báo có thể nhanh hoặc chậm hơn so với dự báo trước đó. Trong thông báo, IMF cho biết, quá trình phục hồi kinh tế sẽ chậm lại nếu tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 không được đẩy nhanh. Theo tổ chức này, với tốc độ tiêm phòng hiện nay, mục tiêu đẩy lùi đại dịch COVID-19 trước cuối năm 2022 sẽ không thể thực hiện được. IMF cũng lo ngại đà phục hồi kinh tế có thể sẽ suy giảm trong bối cảnh các quốc gia đang phát triển thiếu nguồn cung vaccine và biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 lây lan mạnh. Hồi tháng 4, IMF dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 6% trong năm 2021, tốc độ tăng trưởng mạnh nhất kể từ năm 1970, với điều kiện nguồn cung vaccine cải thiện và các nền kinh tế mở cửa trở lại, cùng sự trợ giúp của các gói kích thích tài khoá, đặc biệt là ở Mỹ. Kinh tế đặc khu hành chính Hồng Kông của Trung Quốc đang có những dấu hiệu phục hồi tích cực và được dự báo sẽ tiếp tục đà tăng trưởng trong nửa cuối năm nay, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng ổn định. Theo số liệu mới công bố, tỷ lệ thất nghiệp được điều chỉnh theo mùa của Hồng Kông đã giảm từ 6% trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 xuống 5,5% trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 vừa qua. Đây là lần giảm thứ tư liên tiếp, đưa tỷ lệ thất nghiệp trở lại mức hơn một năm trước. GDP của Hồng Kông trong quý đầu tiên của năm nay tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái, kết thúc giai đoạn tăng trưởng âm trong 6 quý liên tiếp. Hoạt động xuất khẩu, doanh số bán lẻ và chỉ số quản lý thu mua cùng nhiều chỉ số kinh tế quan trọng của Hồng Kông đã phục hồi. Pháp và Anh mới đây đã nhất trí triển khai thêm cảnh sát và đầu tư vào công nghệ phát hiện tại bờ biển của Pháp nhằm ngăn chặn tàu thuyền chở người di cư bất hợp pháp tới được bờ biển Anh. Sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Nội vụ hai nước, Pháp sẽ tăng gấp đôi số lượng cảnh sát tại bờ biển phía bắc nước này, cũng như tăng cường các cuộc tuần tra trên không nhằm phát hiện các tàu thuyền nhỏ có ý định vượt eo biển Manche. Phía Anh bảo đảm tài chính để thực hiện các biện pháp trên, trong đó bao gồm việc tăng thêm quỹ cho các khu nhà cho người di cư tại Pháp. Ngoài tăng cường hoạt động tuần tra khu vực biên giới với Anh, Pháp thông báo sẽ tăng cường đội ngũ cảnh sát tuần tra tại khu vực biên giới giáp với Tây Ban Nha và Italy. Sau nhiều năm tranh cãi, Đức và Mỹ cuối cùng đã đạt được bước đột phá trong bất đồng về dự án đường ống dòng chảy phương Bắc 2 được khí đốt từ Nga qua biển Baltic đến Đức. Trong thỏa thuận đạt được, Đức cam kết thực hiện các biện pháp, kể cả trừng phạt, nếu Nga tìm cách sử dụng năng lượng như một vũ khí. Ngoài ra, Đức và Mỹ cũng nhất trí hỗ trợ gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt qua Ukraine theo kế hoạch hết hiệu lực vào năm 2024, kéo dài thêm 10 năm nữa. Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất sẽ nỗ lực để giảm thiểu sự phụ thuộc của Ukraine vào khí đốt của Nga, cũng như doanh thu trung chuyển khí đốt. Cũng theo thỏa thuận, Đức và Mỹ cũng nhất trí thành lập một quỹ xanh Ukraine với nguồn tài trợ khởi nghiệp là 150 triệu euro từ Đức. Mục đích là để đạt được hiệu ứng đòn bẩy với sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân với tổng trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.